Đó thì buổi chiều ba mình đi làm bảo vệ các bạn. Đó thì mình thì chuẩn bị chở con mình tập học thêm đó nè. Con mình đang tắm. Thì buổi chiều giờ mình vậy đó. Thì lúc này thường thường là nhà ba mình đưa con mình đi học. Đó thường thường là chưa nghỉ bọn làm bảo vệ á. Bởi vậy cái thời gian buổi chiều rất là quý, mà mình thì đi, ba mình thì đi, rồi em gái mình đi làm, vợ mình đi làm chưa về nó, thì cái nhà mình còn mẹ mình không, mình nó bó tay nó. Thì sau khi mình nghỉ thì thời gian nó rất là dư dả. Xin chào, cảm ơn các bạn đã trở lại kênh của gia đình Tĩnh Mạch TV. Thì chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc. Đó thì hôm nay cũng như thường ngày thôi, đó thì quay quang cảnh buổi chiều của gia đình mình. Đó thì ba mình đi làm, mình thì chuẩn bị chở hai đứa con và đứa cháu mình đi học thêm. Đó còn cái này là kim chi, củ cải đỏ rồi củ cải trắng nữa, cải cải dưa mà lại như cải bài xanh mà còn mới á, ngâm đường hồi sáng giờ mình trộn với đường mình phơi. Ừ, thì vợ mình chẻ hồi 5 giờ sáng các bạn, chẻ ra rồi mình đem đi phơi tới giờ, phơi 3-4 tiếng đồng hồ rồi bắt đầu có trộn đường vô. Nó thì buổi chiều thì dặn kem mà với mày mặt chơi tung tăng tung tăng. Hai hai bé này thì mình ẵm cái vô cái một, đụng vô cái cũng được. Còn mấy đứa kia đụng vô là nó chạy. Nó thì hôm nay cũng đã sơn phết, nói chung là xong ở trong kia hai cái, đây bốn cái, đây hai cái nè, đây hai cái nữa là bốn, còn trong kia thành phẩm hai cái, còn cái nằm dưới đất chưa có chân thì phải hàn cái chân nữa, hàn cái chân là sơn nữa, rồi mình chắc ngày mai là hoàn thiện xong, là dọn dẹp cái bãi này đằng trước là đẹp đẽ đó, rồi tới cái mái nhà nữa. Ôi ê hề các bạn, giờ các bạn coi có dư giả thì giúp đỡ cho đằng cuốn có cái mái nhà, cho tụi nó duy trì ăn uống rồi các bạn, chăm sóc đủ thứ. Đó thì chiều thì mình cho tụi nó ăn thức ăn riêng nè, thì đi qua lại thức ăn ăn, rồi có thùng nước ở mọi nơi có thùng nước hết, thùng nước là đầy nước nha các bạn. Đó ở trong đây thức ăn là bao la luôn nè. Ăn đây quá chừng đồ ăn luôn, vung vãi luôn. Đó cho con chó banh chơi đó, đi lại lên chưa cha, chở con mà chú phải tư nào. Ở ba mình quên cái điện thoại, kêu một con mình lấy. Ở ba mình quay lại lấy cái điện thoại quên, đi đi đổ rác hay xách xe chạy luôn quên lấy điện thoại. Đó thì chiều mình đó bây giờ mẹ mình dắt đẩy con cháu đi một vòng, mình không dám quay. Quay mẹ mình thôi. Đó nhà mình còn một hai bông mai lác đác rồi nè. Cưng đó.
Ủa vậy à, mấy mẹ chở hả? À? Đi hai hai đứa đi luôn đây. Đội nón vô. Vậy là vậy còn một mình ở nhà một mình luôn hả ta? Rồi chắc phải đi theo Bảo luôn quá các bạn. Ở nhà một mình nguy hiểm quá. Ừ. Đó hổm lại cũng hàng ba cái kệ rồi các bạn. Đó thì còn sắt còn hai cây nè mà hết 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 cái khung nhựa rồi. Đó thì cái chuồng này à, vậy đó thì à, lúc mình quay phim á thì à, có nhạc à, đài phát thanh à, nó bật liên tục á, thì à, mình bấm không kịp, trở tay không kịp á các bạn. Đó thì à, mong các bạn thông cảm tại mình không có cố ý, mà tại tiếng nhạc mình đang nói chuyện mình quay không kịp, mình bấm dừng không kịp á. Đó thì à, các bạn thông cảm. Đó thì à, đàn chó mình à, lúc này cũng rất là khỏe à, nhưng mà à, bây giờ trời trời nắng thì không sao, tới tháng mưa là không có chỗ ở luôn. Đó thì à, mình che tạm thời là cái lưới lan là thôi. Đó, còn cái nhà mái nhà ở đây thì nó nhỏ quá các bạn, mấy đứa mà giữ nó lớn lớn á, nó chừng chừng trong đó chừng hai đứa là nó tranh giành cái chỗ ở, là không có chỗ ở. Đó thì à, có khi mình đem qua đây à, rồi cái chuồng này thì cũng ba con mấy đứa che. Đó thì à, cái chuồng này thì ok rồi, nhưng mà chuồng sau thì không có cái mái nhà gì hết. Đó thì mình đem cho hai cái ghế đẹp đẽ vô đây, tụi nó xé tan nát rồi không bích hợp, bị dính cái vô cái giò. Đó thì nó hơi dở. Đó chứ cái chuồng này đáng lý nếu mà ra riêng, con người ra riêng cũng được đó các bạn. Bề ngang cũng 3 mét mấy à, bề dài 7-8 mét. Ngon lành đó chứ bộ. Mà trưa thì nó nóng. Rồi nên cái chuồng này mình hay ban ngày mình mở ra, còn ban đêm thì nhốt lại. Ừ, thì trong đây thì cái sạp mình cũng có làm đó, các bạn thấy cái sạp không, cũng xây lên cao đó, cũng có cái sạp á mà cũng ít có nằm. Rồi chiếc này cô má của anh Trung cho thì hàng cái sạp đàng hoàng tử tế luôn. Ừ. Ừ, hàng vậy nè, là đặt cái sạp cho nó lọt vô chổng luôn đó, các bạn thấy không nè, nó vậy đó. Bích hợp thì hú hí rồi ra kìa. Ra đây tối chị con, tối có gì đâu ra. Đó, chiều gió mát các bạn. Đó, chứ trưa nóng gắt người khó chịu. Thì lúc nào mà mình làm cái gì đó thì chiều giờ ba mình chứ mình sơn phết cái này nè thì không kịp nấu cơm á. Đó thì mình cho thức ăn viên, nói chung thức ăn viên cũng hết rồi, còn có mấy ký nữa hết rồi. Thì giờ bữa chắc nấu liên tục, bữa nào kẹt thì đổ thức ăn viên, không mấy là bây giờ hết thức ăn viên nấu liên tục các bạn. Đó thì ngày tụi nó tung tăng đây nè. Thôi xin dừng video ra đây. Đó, cái này là vợ mình ngâm để ăn các bạn. Đó thì kêu bằng kim chi á, củ cải đỏ rồi đó. Thôi xin chào, xin dừng video ở đây. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Thì các bạn xem nhớ đăng ký và like cho mình một like để cho kênh mình mau phát triển nha các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc. Xin chào. Đó, chiều là vậy đó. Nhà mình không còn một người nào hết. Đi học cháu nhỏ đi chơi luôn. Rồi nhà mình còn mình. Chỉ có ngồi nói chuyện với mấy đàn chó thôi. Còn đó hỡi hỡi gì trong đó à? Hỡi hỡi gì trong đó à?